Hi, xin chào các bạn, tiếp tục đến với kênh mình nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ lên cho các bạn là 35 sản phẩm với các mẫu là dây vàng và đồ mi, mà đa số là vàng ha các bạn. Đó thì mình không nói nhiều nữa, mình sẽ lên nhanh cho các bạn. Thì chủ yếu là mình sẽ nói sơ, tại vì mình đã có in hết rồi. Mã số, đây là mã số, size và giá là đầy đủ. Thì mình chỉ nói sơ một số sợi thôi để tránh là mất thời gian anh em. Anh em mà thấy cái cộng nào ưng thì anh em chụp lại màn hình gửi cho mình báo mã số thì mình sẽ chốt với anh em ha. Thì đầu tiên là cái con full hộp full dây mới 100% đó. Tại sao nó có giá 2,3 triệu anh em? Tại vì cái con này là đúc chứ không phải là cuộn nha anh em. Anh em lưu ý, anh em lưu ý cái dây đúc nó khác gì cuộn nha anh em. Đây là đúc nha anh em, nè dây đúc nè, thấy không? Đó, dây đúc của Bambi Nhật đàng hoàng, bọc vàng rất là dày ha anh em. Đó, đầu 18 chuẩn. Mấy dây này là gắn vừa cho mấy con Omega Longin xịn luôn nha anh em. Đó, thay vì anh em bỏ tiền mà mua một sợi dây mà của Omega nó đã 5-6 triệu rồi, dây bọc vàng là đã 5-6 triệu rồi mà cũ nó hơi nhão, con này là mới 100% dây của Nhật. Đó, chỉ có 2,3 triệu thôi. Đó, anh em chốt thì báo em ha. Tại vì sao mình nói là cái đặc với cái cuộn, cái đặc nè, đúc đặc nè. Đó, còn cái cuộn nè anh em, nào thấy nó cuộn không? Đó, anh em sẽ nhìn là sẽ biết liền. Cái đặc lúc nào nó cũng phải mắc tiền hơn. Trong tất cả các loại dây hạt gạo là mắc tiền nhất nha anh em. Đó, nên là nó luôn luôn là cái giá nó phải vậy, không thể nào rẻ hơn được. Ở lúc trước mình nhập 15 sợi mà hép cuộn mà đờ mi thôi á, là mình bán trong vòng 3 nốt nhạc luôn anh em. Mình bán có 1,2 triệu rất là rẻ. Đây là một sợi dây hạt gạo nhỏ, nhưng mà này là loại cuộn của Maruman Nhật. Đó, 2 gon, chỉ 1,5 triệu thôi. Anh em lưu ý nè, hai cái đầu bát này đó là cái đầu linh kiện gắn vô ha. Đó, này nói rõ anh em hiểu, nhưng mà nó tiệp màu với cái này nên là gắn vô rất hợp. Đó, nó tiệp màu với cái đường giữa này anh em. Đó, hai bên này dạng nhám, chính giữa dạng bóng, này bóng là quá đẹp, nên nó mình bán với giá 1,5 triệu hữu nghị. Chứ đúng ra cái sợi này mà hai đầu bát còn nguyên zin là mình bán giá phải tầm khoảng 1,9-2 triệu anh em. 1,5 triệu cho anh em về. Cái này thì đương nhiên là gắn mấy con Rado, Omega, Longin đồ được hết nha anh em. Đó, mình sẽ quay từ từ cái sợi dây lắc lại thì anh em coi, anh em quan sát ha. Rồi anh em cần thành thêm thì cứ inbox mình, có anh em. Đây dây test note ha anh em. Đây cái dạng này dạng vàng hồng nha anh em. Đó, anh em phân biệt vàng hồng với vàng vàng nè. Đó, mình thấy nó khác liền thấy chưa. Cái vàng này vàng xưa luôn nè. Đó, hai dây nó sẽ khác liền. Cái này là cái dạng vàng hồng. Mã số 03, size 18, 920.000 ha anh em. Đây cái khóa rất là đẹp luôn nè anh em. Đó, cái khóa để là test note nè, GB nè. Cái khóa rất là đẹp luôn ở trong đây. Cái khóa là vàng đầy đủ luôn. Lên tay rất đẹp nha anh em. Lên tay rất đẹp. Đó, anh em thấy không? Chỉ có 920k đã bao gồm tiền gồm thì ship ha anh em. Thì anh em lưu ý mua hàng bên mình thì anh em vui lòng là chuyển khoản đủ cho em, hoặc là cọc em. Đó, mình cọc em thì em sẽ đi hàng chứ em không cốt nha. Tại nhiều anh em, không phải mình nói người ta sao, nhưng mà nhiều anh em thử một lần cho người ta là cốt, cái tự nhiên anh em kiếm đâu sợi dây khác hay là chỗ khác anh em mua xong anh em không có nhận hàng của mình, cái tự nhiên cái mình vừa bị mắc ship đi mắc ship về rồi hàng nó bị kẹt nữa anh em. Đó, tội mình lắm, tại hàng kẹt thì mình không bán được nữa, mà vừa phải tốn khoảng tiền đi khoảng 30, tiền về 30 nữa là 60, rồi tiền chưa hàng chưa tính là nó bị ngâm nữa, là cả khoảng nửa tháng mình mới lấy lại được cái cục hàng đó. Đó, nên là thôi anh em cứ vui lòng, một anh em nào không có chuyển khoản được thì cứ cọc cái kẹt cho mình. Đó, hoặc là thì đương nhiên là cọc thì sẽ không được phi ship ha anh em. Anh em muốn phi ship thì anh em chuyển khoản đủ cho mình ha. Đó, dây này rất là đẹp nè, nó như vảy rồng vậy đó anh em. Đó, 590, size 18, rất là đẹp luôn anh em. Đây là một em Seiko nè, ở số 05, đầu 19.5. Mấy cái đầu này thì mình có hạ xuống được ha anh em, nên anh em đừng lo mấy này. Đó, mình mài được hết, giá 820. Này còn rất là đẹp nè, rất là đẹp mới luôn nè. 12k nè, gold fill top, tức là nó bọc vàng rất là dày, bọc mặt trong mặt dày anh em nhìn thấy nè. Đó, mặt trong mặt dày,
mà mặt trong mặt ngoài chứ, nói nhanh quá mình liệu luôn đó, chỉ có 820k thôi anh em, gắn vô cái Seiko thì đúng bài luôn nha anh em. Tiếp theo là em Timex, dây Timex bọc, dây này cũng bọc rất là dày luôn nha anh em, giá chỉ có 820 thôi đó. Mấy cái size này thì đương nhiên là mình hạ xuống được hết nên anh em không phải lo, 14k con phiêu top luôn nè anh em đó, bọc trong ngoài rất là dày của Timex, hãng của Mỹ nha anh em. Tiếp theo là một em dây của Bambi đó, kiểu dây này lên tay rất đẹp, còn mới lắm, 490k thôi, size 18 đó. Mấy dây này mình sẽ lên nhanh cho anh em, tại anh em biết sao là mình cần anh em là anh em trả tiền đủ không, để cái tiền ship mình nó hạ xuống, tại khi mà có hu cót thì cái phí nó sẽ cao đó, cái phí nó cao thì đương nhiên là em phải hu tiền cót mấy anh em rồi đó, ai thay vì cứ anh em cứ chuyển đủ cho em phi ship đó. Giá trên sản phẩm của em đã bao gồm tiền ship rồi nha anh em. Dây này vàng rất đẹp nè, vàng trong vàng ngoài, lên tay rất là đẹp luôn nè, 520 ngàn thôi, đã bao gồm tiền ship ha. Tiếp theo là em mã số 10, size 18, 470k. Mấy dây của em là toàn là dây của Nhật nha anh em, nội địa Nhật là chủ yếu đó, có dây thụy sĩ, dây này là cái hiệu OK vậy nè anh em, này là đờ mi đúc size 20, giá chỉ 520k thôi, đúc nha anh em lưu ý nè, đúc nè chứ không phải cuộn ha, 520k. Tiếp theo là em chum nước vàng rất đẹp, không bong chóc, giá chỉ 490k thôi, dây này cũng của Nhật luôn ha anh em. Tiếp theo là mã số 13, 450k thôi, thì chum rất là đẹp luôn, lên tay là bao đẹp luôn, như chiếc lắc này, này là vàng nó hơi bóng bóng hơn nha anh em, nhạt hơn xíu, nó là size 17 đến 24, nó cái tại nó cái đầu hụt nè anh em đó, 450k quá quá rẻ luôn em. Dây này là mấy dành cho mấy anh tay bự nè, đó size 20, 490k, quá đẹp luôn, còn mới 100%. Dây này cái hiệu này là hiệu của Nhật nha anh em, nhưng mà nó sản xuất ở Trung Quốc nên nó có chữ China nè, đó anh em lưu ý, chứ không phải dây này là hàng của Trung Quốc, giống như cái iPhone của mình á, mình lật cái mặt sau ra là nó ghi chữ China, thì mình đừng có nghĩ nó là hàng bậy nha anh em. Tức là khi mà công ty Nhật người ta sản xuất, người ta đem qua bên Trung Quốc, người ta gia công, đó, công nghệ của Nhật toàn bộ. Mã số 16, đầu 17 đến 22, chỉ 490k thôi. Dây này anh em lưu ý, ở trong là nó bị tróc theo thời gian, nhưng mà ở trong nó có một cái lớp gọi là lớp metan á, nó bằng metan bọc vàng, nên là anh em có tróc thì khi mà anh em đánh ra thì nó vẫn giữ được cái nước vàng nha anh em. Chung dây rất đẹp, gắn cho mấy con đồng hồ cổ là hết sảy luôn nha anh em. Tiếp theo là một em mã số 17, đầu 18, 490k. Thì mấy dây này đa số gắn vô mấy con đồng hồ đầu ngang nè anh em, đó đầu ngang đó, bọc vàng rất dày. Tiếp theo cũng giống vậy luôn, gắn vô cái con đồng hồ đồ vuông ngang, nó có cái bát đưa ra, 490k, đã bao gồm ship nha anh em. Dây này cũng giống vậy luôn nè, y chang luôn, nói chung hai cộng y chang luôn, hai cộng này y chang đó, anh em bưng cộng nào lấy cộng đó thôi, y chang. Thì mình chủ yếu quay nhanh cho anh em xem đi cho nó tiện đó, còn anh em muốn xem kỹ là thì anh em dừng lại đó, tại mình quay mấy mặt vậy đó cho anh em xem. Dây cũng rất đẹp, dây của Nhật ha anh em, mấy dây nó mềm lắm nha anh em, chứ không phải dây Trung Quốc ha, dây Trung Quốc thì nó không mềm được gì đâu, anh em đeo vô thì thoải mái, đeo vô nhìn cái chất dây là biết dây xịn, mà giá bằng dây Trung Quốc à. Bên em bán dây mấy dây Hồng Kông á, dây linh kiện Omega này nọ là có một sợi chứ đâu nhiêu đâu, có 450 bao luôn tiền ship. Mấy này anh em mua dây Nhật thì đeo nó ok hơn. Này là dây cho đồng hồ nữ nè, size 16, Seiko đó. Seiko ha anh em, dây lụa Seiko, dây này cũng giống mấy dây kia luôn, giá quá rẻ. Nói chung là mấy dây này chỉ 400 mấy à, mấy anh em mua về, mấy anh em lỡ mấy anh em đeo không
kiểu mấy anh em sau này mấy anh em không thích, mấy anh em bán lại trên cái mấy cái trang đồng hồ hay gì đó cũng được 200-300 dù vậy, nên cũng chả có phải lo anh em. Này con này nó tróc lên ba trầu này nè, đó 490k, 12k gold fill bit, nó bọc vàng dày quá đẹp luôn, dây mềm xèo nè, 350 thôi. Cộng này tại do là nó hơi tróc nên bán giá rẻ, mấy cộng sao sao này là nó hơi tróc nè, giá rẻ dành cho mấy anh em mà thích cái độ đồ cổ của nó, Citizen này nè, thích cái dạng mà dạng như cổ cũ á, cổ cổ thì anh em mua gắn là hợp lý đó, cổ 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 cũ đó, mình lên vậy cho nhanh gọn anh em dễ quan sát, anh em nào thích coi lại cứ về lại và bấm coi thôi, đỡ mất thời gian anh em ha. Đó. Mấy dây sau này thì chỉ 350 thôi. Đó. Dây này cũng còn rất là đẹp này anh em. 350 bao luôn tiền ship thì anh em nghĩ đi. Tiền công mình đóng gói thì họ đem ra bưu điện rồi gửi cho anh em. Tiền công dây lời cũng không có nhiêu đâu anh em. Đó. Tại mình là mua được cái lô nên là mình bán cho anh em giá hữu nghị. Chứ còn đúng ra mà anh em mua lẻ lẻ trên mạng là đa số là nó sẽ trên cái giá này ha anh em. Anh em có thể coi và so sánh ha. Chẳng 350. Con này là nữ nè. Con anh em nào có đồng hồ Seiko, City, Casio đồ á, mua con này đè đeo đẹp nè. Vàng rất là dày luôn, 14K. Gold fill của Nhật. Cái này nội mà anh em mà rã lấy vàng thôi cũng đủ đủ tiền ha anh em. Vàng rất là dày. Mấy dây này là chưa qua đánh bóng ha anh em. Anh em cần thì cứ đi đánh bóng ha. Đây là bộ dây Seiko. Seiko, đây chỉ Seiko bự luôn nè. Cái dây cái khóa này nó còn mới lắm nha anh em. Dây cái khóa này rất còn rất là mới. Cái đầu khóa này chưa xài chưa qua sử dụng luôn, nó được cái này nè, tuy nó có đuôi 14, cái đuôi 14 nhưng mà cái khóa nó có cái hai cái ngậm bè ra nè thì nhìn như 16 đó, rồi dây sẵn 18 luôn đó, dây sẵn 18 luôn cho anh em đó, chỉ có 550 thôi, nội công dây thôi là đủ tiền rồi ha anh em. Cũng như da mới cái 100%, da là điểu rất là đẹp ha đó, thì mình vừa rồi qua mình lên sơ, nói chung lên nhanh. Chủ yếu là mình lên là để giới thiệu giá cho anh em nè, rồi anh em muốn coi video thì anh em share lại và anh em xem ha, đó để anh em có thể chọn cho mình một sợi dây. Nói chung là như em đeo đồng hồ là em cũng đeo nhiều dây lắm, có khi đeo da nè anh em, đó đủ thứ hết. Nói chung là mình một con đồng hồ mình nên tốt nhất là một sợi dây thép, một sợi da đó. Thì cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ mình, thì anh em nếu mà xem mà không ưng sản phẩm nào thì anh em giúp giùm mình là cứ đăng ký kênh đi, biết đâu cái lô sau thì anh em sẽ ưng, thì chúc anh em ngày cuối tuần vui vẻ ha.